Thời gian qua đã có rất nhiều thông tin trái chiều về hoa đậu biếc trên mạng xã hội. Vậy thì hoa đậu biếc là gì? Công dụng của nó như thế nào? Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu về công dụng và các tính năng của hoa đậu biếc. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu hoa đậu biếc là gì. Hoa đậu biếc còn có tên gọi khác là bông biếc, bông mắt biếc, cây bông tím, hoa đậu bếp, hoa đậu bíp, hoa ngọc biếc. Thuộc cây thảo thân leo sống lâu năm, người ta trồng thành giàn hoa hoặc làm hàng rào. Chắc hẳn mọi người đang rất thắc mắc rằng hoa đậu biếc có công dụng gì mà được nhiều người yêu thích đến như vậy. Trong lần tìm hiểu này, chúng tôi sẽ đưa ra 14 lý do chắc chắn sẽ khiến bạn thật sự bất ngờ về hoa đậu biếc. Thảo dược hoa đậu biếc không chỉ được dùng để tạo màu sắc đẹp tự nhiên làm thức uống, mà còn có các tác dụng như làm đẹp, giảm cân, giảm đau, ngăn ngừa lão hóa, hạ sốt, kháng khuẩn, kháng viêm, phòng ngừa bệnh ung thư, kiểm soát đường huyết, cải thiện não bộ. Có thể nói, trong đông y, hoa đậu biếc là một cây thuốc nam quý và rất quan trọng trong các bài thuốc dân gian. Thứ nhất, làm đẹp là công dụng nổi bật nhất của hoa đậu biếc tươi. Hoa đậu biếc giúp ngăn ngừa các tác nhân gây khô và nhăn da nhờ khả năng ngăn chặn hình thành và kiềm hãm sự phát triển của các gốc tự do. Cho nên có thể nói hoa đậu biếc là thảo dược làm đẹp, giá rẻ, thú vị và mới lạ. Và hiệu quả nó được nhiều người lựa chọn. Trong hoa đậu biếc còn có chứa nhiều chất chống oxy hóa mà hoạt tính còn cao hơn cả vitamin C và vitamin E, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn, ngăn chặn dấu hiệu lão hóa sớm, tăng sinh ra collagen, tăng độ đàn hồi tế bào da, cải thiện làn da căng bóng rạng rỡ hơn. Ngoài ra, hoa đậu biếc còn giúp tăng lưu thông máu, giảm hẳn tình trạng rụng tóc, giúp bạn sở hữu mái tóc suôn dày và mềm mượt. Đây chính là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ sau khi sinh đẻ. Thứ hai, tin đồn ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền tin đồn hoa đậu biếc có thể trị bách bệnh, kể cả bệnh ung thư. Nhưng sự thật có phải như vậy? Loại hoa này có thực sự bá đạo như vậy không? Trên thực tế, các chất chống oxy hóa có trong hoa đậu biếc chỉ có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, ngăn chặn chúng phát triển. Vì vậy phần nào cũng là hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, các hoạt chất khác nhau trong đậu biếc còn giúp bảo vệ màng tế bào, ổn định di thể trong nhân tế bào, tăng khả năng nhận diện bệnh ung thư ở bạch cầu và thực bào, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình xạ trị. Một điều đặc biệt, trong phòng thí nghiệm người ta chiết xuất chất gliotide trong hoa đậu biếc, tiến hành thử nghiệm và phát hiện nó có khả năng ức chế tế bào ung thư khá là ấn tượng. Thứ ba, tăng cường miễn dịch khỏi các bệnh vặt. Bạn để ý thấy hoa đậu biếc cũng có chút màu xanh, đó là thể hiện của acrimocytamin, là hoạt chất có khả năng bảo vệ DNA và lipid peroxidation khỏi bị tổn thương. Ngoài ra còn thúc đẩy tăng cường sản xuất cytokin để tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khả năng thứ tư đó là khả năng kháng khuẩn cao, giúp hạn chế bệnh về tiêu hóa. Và khả năng thứ năm đó là rất tốt cho hệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng hoa đậu biếc giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh động mạch vành, ngăn ngừa sơ cứng mạch máu, huyết khối não, giảm huyết áp, giảm tắc máu và bảo vệ thành mạch. Thứ sáu là tốt cho người bị tiểu đường. Tại trường đại học Wolfram, Ấn Độ, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện hoa đậu biếc có khả năng khiến lượng đường trong máu giảm và không tăng trở lại sau khi sử dụng. Sở dĩ có thể kết luận như vậy là vì qua nghiên cứu họ đã phát hiện ra những tác động tích cực xảy ra trên bệnh nhân tiểu đường là tăng tiết insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và ức chế glucose từ thực phẩm vào cơ thể. Khả năng thứ bảy là cải thiện thị lực đáng kể. Khả năng tăng cường lưu thông máu của hoa đậu biếc là giúp yếu tố cải thiện dòng chảy của máu qua các mao mạch ở mắt để bảo vệ mắt và tăng cường thị lực. Ngoài ra còn giúp bảo vệ mắt, tránh được các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, làm chậm quá trình đục thủy tinh thể và hỗ trợ điều trị tổn thương võng mạc. Khả năng thứ 8 là an thần và giảm lo âu, chống trầm cảm.
một số tài liệu cổ của Trung Y và theo lý luận của Ayurveda Ấn Độ thì màu xanh của hoa đậu biếc có tác dụng an thần, giảm lo âu và chống trầm cảm. Khả năng thứ 9 là tăng cường sức khỏe. Các món ăn và thức uống được làm từ hoa đậu biếc giúp bổ sung những hoạt chất cần thiết cho cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khỏe và đưa cơ thể thoát khỏi trạng thái mệt mỏi. Khả năng thứ 10 là tốt cho trí não của chúng ta. Hoa đậu biếc. Hoa của cây đậu biếc có chứa một chất được sử dụng để điều trị về não, bởi vì chất này có thể giúp máu não được lưu thông tốt hơn và tăng cường trí nhớ. Những người có trí nhớ kém bị thiếu máu não có thể sử dụng loại hoa này để giúp cải thiện được bệnh tình một cách hiệu quả. Đặc biệt khi có thêm sự hỗ trợ từ thuốc Tây Y thì bệnh sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng. Khả năng thứ 11 là giúp cho giải độc cơ thể. Tác dụng này chủ yếu sử dụng ở phần rễ, hạt của các cây hoa đậu biếc, bởi vì hai bộ phận này có khả năng kích thích và thải độc tố rất là tốt. Lưu ý khi sử dụng rễ và hạt của cây đậu biếc có thể gây nôn cho cơ thể người dùng, từ đó giúp đẩy các chất thải, chất độc hại từ trong cơ thể ra hết bên ngoài. Người ta còn dùng hoa đậu biếc làm thuốc trị rắn cắn. Các chất trong rễ, hạt cây sẽ xâm nhập vào các vết cắn để đẩy các chất độc ra ngoài. Khả năng thứ 12, trị cảm sốt. Trị cảm sốt bằng cây đậu biếc có hiệu quả rất nhanh, bởi vì rễ của cây hoa đậu biếc có vị đắng rất mạnh. Mặt khác, nó cũng giúp tính khoáng khuẩn cao, do đó khi sử dụng nó sẽ hạ sốt nhanh một cách an toàn. Người bị cảm sốt thì cơ thể thường hay mệt mỏi, nếu có tình trạng cảm sốt kéo dài sẽ gây ra hiện tượng kiệt sức. Tuy nhiên, trong khi bị cảm sốt, người bệnh sử dụng rễ cây, mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. 13. Rửa vết thương và trị sưng viêm. Hoa cây đậu biếc có chứa nhiều hoạt chất rất tốt cho việc sát trùng vết thương, trong đó có sirocin trong hoa sẽ giúp kháng khuẩn, từ đó nó sẽ giúp chống lại các loại vi khuẩn khác nhau, như vậy vết thương sẽ mau lành hơn. Ngoài ra, khi sử dụng hoa đậu sẽ giúp giảm bớt những vết mưng mủ, sưng viêm nặng, từ đó làm cho vết thương trở nên khô thoáng một cách đáng kể. Điều này sẽ giúp cho ngăn chặn vi khuẩn phát sinh thêm. Công dụng này sẽ được phát huy hiệu quả nếu được thực hiện một cách kiên trì. Còn với những người lâu lâu mới dùng hoa đậu biếc một lần để trị sưng viêm thì sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, phải nói rằng đây là một công dụng tuyệt vời của loài hoa này. Công dụng cuối cùng, công dụng thứ 14, đó là giảm sưng họng và nấc cục. Sưng họng nấc cục là chứng bệnh gây ra thường xuyên ở mỗi người. Những chứng bệnh này không phải hình thành theo chu kỳ hay một quy luật nào cả, mà nó chỉ diễn ra một cách tự nhiên, nhưng gây cảm giác đau rát khó chịu. Theo y học cổ truyền thì trị nấc cục, sưng họng bằng hạt đậu biếc rất an toàn, hiệu quả. Chỉ cần dùng các bài thuốc đơn giản từ hạt của loài cây này thì bệnh sẽ hết. Đặc biệt chữa nấc cục, sưng họng bằng các hạt đậu biếc không gây đau đớn cho người dùng. Ở trên mình đã liệt kê ra 14 công dụng của hoa đậu biếc. Nhiều công dụng dùng rễ và hạt thì chỉ dành cho các bác sĩ đông y, còn như chúng ta chỉ cần pha nước hoa đậu biếc uống hàng ngày là đã có được những công dụng tuyệt vời của nó, như làm sáng mắt, giảm hỗ trợ trị bệnh tiểu đường. Chúc các bạn có thể sử dụng hoa đậu biếc một cách hiệu quả.